Dạ Thắng chào bà con. Tiếp tục ngày 24 âm lịch ha, là ngày 15 tháng 1 2023. Thì bây giờ đang lên tắt bánh xe. Tắt này Thắng chia sẻ bà con ạ, nước nhiều lắm, uống vô là nói chuyện thanh thoát luôn, nên ta còn gọi là tắt nói. Tiếp tục giao cho bà chị ở ấp 5, lộn, tổ 5, ấp Kinh A, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Đây là lần thứ 2 chị ủng hộ á, mà mua cho hàng xóm nhà kế bên. Đó, cảm ơn bà chị rất là nhiều ha. Tại vì lần trước Thắng có giao cây qua Càng Long, Trà Vinh, cái chị thấy giao, rồi chị xin số điện thoại, chị mua. Rồi lần này mua cho hàng xóm nữa thì rất là cảm ơn chị luôn. Để thay lời cảm ơn thực tế nhất thì Thắng có gửi một cái giỏ quà xinh cho chị ha. Lần sau tiếp tục lên vườn lại ủng hộ cho em trai nha bà chị. Tắt bánh xe thì chia sẻ nhiều lần bà con ta rồi, chắc mình cũng biết. Cây giống thì trái dữ lắm. Giai đoạn đầu này nè, cô chú xem nè, bắt đầu nó hơi, gọi là nó có rễ một chút thôi là nó đã đi bông rồi, không lặt bỏ là nó đậu luôn á. Rồi cảm ơn cô chú bà con ha. Quay ngắn ngắn thôi, tại vì hôm nay chưa gì sáng giờ lên clip này, clip thứ 3 rồi đó bà con. 6 ngày nữa là Tết rồi.